này nhé. Cái đấy là mình chọn sọt này thì nó sẽ phải ấn thăng nó mới ra đúng không? Chọn không chọn sọt thì nó không cần ấn thăng này. Chính xác. À. Đây nhá. Để mình chọn chế bộ là cứ phải ấn thăng. Chính xác. Thì không. Ví dụ như để trên này ấy thì mình sẽ không phải ấn thăng, nhưng để dưới gương này sẽ phải ấn thăng. Đấy đúng rồi, ở để ở dưới tại vì đây, tại vì mình chọn sọt này này, nó có cái sọt này này. Thì mình chia bộ. Ví dụ đây nhá, em chọn hai tàu đây đúng không? Đúng rồi. Photo, ấn photo này. Nó chỉ ra một tàu thôi này. Đúng rồi. Đúng không? Mình muốn đặt tiếp thì chỉ mình phải ấn thăng này. Đó, đặt tiếp rồi nữa. Giờ sau đó bây giờ em bỏ sọt này đi. Em bỏ cái mặc định đi. Thì bây giờ nha, em chọn hai tàu nhá. Ra luôn cho chị xem này. Ra hai tàu luôn này. Đó, ra hai tờ luôn nè. Thế là mình bỏ sọt đi là được. Mình bỏ sọt đi là được. Mà đây, dạy chú Hải luôn muốn bỏ cái sọt này đi. Ví dụ nhé, mình đang để mặc định thế này. À, cái này bây giờ nhé, đặt mặc định biết rồi, cho program biết rồi đúng không? Thế thôi. Em cứ đặt lại thôi. Program này. Chọn program này. Program default. Yes. Xong. Một tốt nhỉ, xong rồi. Xong rồi chị nhé.